Cô xin chào các em. Cô xin tự giới thiệu. Cô là Phạm Thị Dung, giáo viên trường tiểu học Đại Tập, huyện Khoái Châu. Hôm nay, cô rất vinh dự khi được đồng hành với các em một tiết tập đọc. Đó là tiết tập đọc nào? Cô mời các em hướng lên màn hình. Các em hãy quan sát các bức ảnh ở trên màn hình và đọc các phần chú thích ở dưới mỗi bức hình. Đây chính là hang Pát Bó. Đây chính là suối Lenin. Cả hang Pát Bó và suối Lenin đều thuộc vào huyện Hòa Quảng. Còn đây chính là thác Bản Dốc. Cô đố các em biết tất cả các địa danh trên đều thuộc vào tỉnh nào của nước ta? Cô tin chắc rằng tất cả các em đều thấy được các địa danh này đều thuộc vào tỉnh Cao Bằng. Vậy tỉnh Cao Bằng có vị trí như thế nào và con người nơi đây ra sao? Cô cùng các em sẽ đi tìm hiểu và tiếp tập đọc ngày hôm nay. Tập đọc Cao Bằng. Cô mời các em hướng lên màn hình hoặc nhìn vào sách giáo khoa của mình, đọc theo cô nào. Cao Bằng, sau khi qua đèo gió, ta lại vượt đèo Giàng, lại vượt đèo Cao Bắc, thì ta tới Cao Bằng. Cao Bằng rõ thật cao, rồi dần băng băng xuống. Đầu tiên là mận ngọt, đón môi ta dịu dàng. Rồi đến chị rất thương, rồi đến em rất thảo. Ông lành như hạt gạo, bà hiền như suối trong. Còn núi non Cao Bằng, đo làm sao cho hết. Như lòng yêu đất nước, sâu sắc người Cao Bằng. Đã dâng đến tận cùng, hết tầm cao tổ quốc. Lại lặng thầm trong suốt, như suối khuất dì dào. Bạn ơi, có thấy đâu, Cao Bằng xa xa ấy. Vì ta mà giữ lấy một dải dài biên cương. Theo tác giả Trúc Thông. Qua phần đọc bài vừa rồi, chắc chắn các em thấy được bài thơ này gồm có 6 khổ thơ. Và cô sẽ chia bài thơ này thành 6 đoạn, mỗi khổ thơ ứng với một đoạn. Đoạn thứ nhất đó là từ sau khi qua đèo gió đến thì ta tới Cao Bằng. Còn đoạn thứ hai bắt đầu từ Cao Bằng rõ thật cao đến đón môi ta dịu dàng. Còn đoạn thứ ba bắt đầu từ dòng thơ rồi đến chị rất thương cho đến bà hiền như suối trong. Đoạn thứ tư còn núi non Cao Bằng cho đến sâu sắc người Cao Bằng. Đoạn thứ năm bắt đầu từ dòng thơ đã dâng đến tận cùng cho đến như suối khuất dì dào. Còn đoạn thứ sáu sẽ ứng với khổ thơ cuối cùng của bài. Bây giờ các em sẽ đọc lại toàn bộ bài thơ. Các em thấy trong bài tác giả nhắc đến các địa danh đó là đèo gió, đèo Giàng và đèo Cao Bắc. Đây chính là đèo gió, đèo Giàng. Hai ngọn đèo này thuộc tỉnh Bắc Cạn, nằm trên con đường từ Bắc Cạn đến Cao Bằng. Còn đây chính là đèo Cao Bắc đấy các em ạ. Đèo Cao Bắc thuộc tỉnh Cao Bằng của nước ta. Vừa rồi cô đã giúp các em đi giải nghĩa một số từ ngữ rồi. Tiếp theo, để giúp các em luyện đọc tốt trong bài này, cô cùng các em chuyển vào phần luyện đọc. Các em sẽ đọc lại toàn bộ bài thơ và tìm xem ở trong bài thơ có những từ ngữ khó đọc nào. Cô thấy trong bài có một số từ ngữ khó đọc đó là ví dụ như từ đèo. Một số em phát âm nhầm vần eo thành vần eo.
ở địa phương chúng ta thì các em thường hay phát âm nhầm phụ âm N và L. Ví dụ như núi non, giữ lấy. Ngoài ra, một số em còn phát âm nhầm vần uất thành vần uất. Ví dụ như trong suốt. Bây giờ các em lắng nghe cô đọc nhé. Đèo, núi non, trong suốt, giữ lấy. Các em đọc lại các từ ngữ trên nào. Các em lưu ý, chúng ta không chỉ đọc đúng các từ ngữ, mà khi đọc các câu thơ, các em cũng cần ngắt nhịp sao cho đúng với ý nghĩa của mỗi câu thơ đó. Ví dụ như cô có các câu thơ sau. Các em hãy lấy bút chì, ngạch nhanh cho cô. Các em sẽ ngắt nhịp ở trong các câu thơ trên như thế nào? Chắc chắn các em đã có đáp án của mình rồi phải không? Chúng ta thấy ở hai câu thơ trên, khi đọc, các em sẽ ngắt theo nhịp 3, 2. Thế còn hai câu thơ này thì sao? Bây giờ các em hãy lắng nghe cô đọc và phát hiện xem cô ngắt sau từ ngữ nào nhé. Ông lành như hạt gạo, bà hiền như suối trong. À, chắc chắn các bạn đã phát hiện được cô ngắt theo nhịp bao nhiêu rồi phải không? Ở hai câu thơ này, chúng ta sẽ ngắt theo nhịp 2, 3. Bây giờ, các em lắng nghe cô đọc toàn bộ khổ thơ nhé. Các em lưu ý, khi đọc khổ thơ trên, chúng ta cần nhấn giọng các từ ngữ đó là rất thương, rất thảo, như hạt gạo, như suối trong. Bây giờ, các em cùng lắng nghe cô đọc nhé. Rồi đến chị rất thương, rồi đến em rất thảo. Ông lành như hạt gạo, bà hiền như suối trong. Bây giờ các em sẽ đọc lại cho cô giáo toàn bộ khổ thơ trên. Để giúp các em luyện đọc đoạn tốt hơn, cô cùng các em chuyển sang phần luyện đọc đoạn. Ở bài thơ này, chúng ta thấy bài thơ có 6 đoạn. Bây giờ các em sẽ đọc lại toàn bộ 6 đoạn của bài thơ. Các em lưu ý, khi đọc bài thơ, chúng ta đọc với giọng nhẹ nhàng, tình cảm, thể hiện lòng yêu mến đất đai, núi non và con người Cao Bằng. Vừa rồi cô trò chúng ta đã vừa đi luyện đọc bài thơ rồi. Để giúp các em hiểu được Cao Bằng có vị thế như thế nào và con người nơi đây ra sao, cô cùng các em chuyển sang phần tìm hiểu bài. Các em sẽ đọc thầm khổ thơ thứ nhất và tìm trong khổ thơ thứ nhất tác giả đã sử dụng những từ ngữ chi tiết nào để nói lên địa thế đặc biệt của Cao Bằng. Các em ạ, à, để tới Cao Bằng thì phải qua đèo Gió, đèo Giàng và đèo Cao Bắc. Chỉ với những từ ngữ qua, vượt, lại vượt, đèo, tác giả đã cho chúng ta thấy được Cao Bằng là một nơi rất là xa xôi và có địa thế rất là hiểm trở. Vậy cô đố bạn nào biết ý thứ nhất của đoạn thơ này là gì? Ý thứ nhất của đoạn thơ đó chính là địa thế hiểm trở của Cao Bằng các em ạ. Cao Bằng có địa thế hiểm trở, nhưng con người nơi đây lại rất là mến khách, đôn hậu và có tấm lòng yêu nước. Để tìm hiểu rõ nội dung đó, cô cùng các em chuyển sang ý thứ hai.
Các em sẽ đọc hai khổ thơ trên và tìm trong hai khổ thơ trên tác giả đã sử dụng những từ ngữ và những hình ảnh nào để nói lên tấm lòng đôn hậu, mến khách của người Cao Bằng. Các em thân mến, khách đến Cao Bằng thì được đón tiếp bằng một thứ hoa quả đặc trưng ở nơi đây, đó chính là mận ngọt. Với hình ảnh mận ngọt đón môi ta dịu dàng, cho thấy người Cao Bằng rất là mến khách. Và với những từ ngữ thương, thảo, lành, hiền, tác giả đã giúp chúng ta hiểu rõ được con người nơi đây sống rất là thật thà, chất phác và đôn hậu. Phẩm chất của con người Cao Bằng rất đôn hậu, mến khách được thể hiện qua những từ ngữ đó là thương, thảo, lành, hiền. Ngoài những phẩm chất tốt đẹp đó ra, con người Cao Bằng còn có những phẩm chất nào khác nữa? Cô mời các em đọc cho cô giáo hai khổ thơ tiếp theo. Các em tìm trong hai khổ thơ trên, tác giả đã sử dụng những hình ảnh thiên nhiên nào để so sánh với tấm lòng yêu nước của người dân Cao Bằng? Các em thấy tác giả đã sử dụng những hình ảnh thiên nhiên để so sánh với tấm lòng yêu nước của người dân Cao Bằng, tình yêu đất nước của người dân Cao Bằng được tác giả so sánh với núi cao. Tình yêu ấy thật là lặng thầm, trong suốt, giống như suối sâu. Mà núi thì không thể nào đo được. Vậy, qua đó, chúng ta cảm nhận được tình yêu đất nước của người dân Cao Bằng thật là bao la, rộng lớn. Thế còn khổ thơ cuối, tác giả muốn nói với chúng ta điều gì? Các em sẽ đọc toàn bộ khổ thơ cuối cho cô. Các em thấy khi nhắc tới từ xa xa, chắc chắn các em sẽ nghĩ ngay tới vị trí địa lý. Và các em thấy được Cao Bằng là một nơi rất là xa xôi, nhưng mảnh đất ấy lại rất gần gũi với chúng ta đấy các em ạ. Bởi vì Cao Bằng là một dải dài biên cương tiếp giáp với Trung Quốc, nên nó có vị trí rất là quan trọng và con người nơi đây đang ngày đêm gìn giữ dải biên cương của Tổ quốc. Qua phần tìm hiểu bài vừa rồi, các em đã thấy được Cao Bằng là một mảnh đất có địa thế hiểm trở, nhưng con người nơi đây lại rất là mến khách, đôn hậu và có tình yêu nước bao la. Đó cũng chính là nội dung chính của bài. Các em hãy đọc và ghi nhớ lại nội dung chính của bài thơ. Vừa rồi, cô trò chúng ta vừa đi tìm hiểu nội dung của bài. Để giúp các em đọc bài thơ một cách tốt hơn, diễn cảm hơn, cô trò chúng ta cùng đi chuyển vào phần luyện đọc diễn cảm. Các em lưu ý, toàn bài thơ, các em sẽ đọc với giọng nhẹ nhàng, tình cảm, thể hiện được lòng yêu mến, núi non, đất đai và con người Cao Bằng. Và trong tiết tập đọc ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em luyện đọc diễn cảm hai khổ thơ, đó là khổ thơ thứ 2 và khổ thơ thứ 3 của bài thơ. Cô lưu ý, khi đọc các khổ thơ trên, chúng ta cần nhấn giọng ở các từ ngữ rõ thật cao, bằng bằng xuống, mận ngọt, đón môi, rất thương, rất thảo, như hạt gạo, như suối trong. Ngoài ra, và chúng ta cần ngắt nhịp thơ cho đúng. Ví dụ như ở câu thơ này, cô ngắt sau từ dần. Hai câu thơ dưới, cô ngắt sau từ lành, từ miền. Cô mời các em đọc hai khổ thơ trên.
em vừa đi luyện đọc diễn cảm hai khổ thơ trên rồi. Và trong tiết tập đọc ngày hôm nay, chúng ta đã đến tới mảnh đất Cao Bằng. Đến đây, chúng ta thấy được Cao Bằng là mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc. Nơi đây không chỉ có phong cảnh đẹp, thiên nhiên hữu tình, mà chúng ta thấy Cao Bằng còn có những di tích lịch sử. Vậy, các em là những thế hệ tương lai của Tổ quốc, chúng ta cần phải gìn giữ, bảo vệ và tuyên truyền tới mọi người để Cao Bằng phát triển ngành du lịch cũng như phát triển ngành du lịch cho đất nước ta. Trong thời kỳ hiện nay, khi dịch Covid đang diễn biến phức tạp, những người dân ở Cao Bằng cùng với các chiến sĩ, bộ đội, công an không chỉ ngày đêm giữ gìn biên cương mà cùng nhau đẩy lùi dịch Covid. Ngay cả các em nhỏ, các em cũng thực hiện rất tốt theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế. Còn đối với các em, cô tin rằng các em cũng thực hiện tốt như các bạn nhỏ ở Cao Bằng. Để có thể đảm bảo sức khỏe cho mình, người thân, gia đình và cộng đồng. Và qua tiết tập đọc ngày hôm nay, về nhà, các em sẽ ghi nhớ lại nội dung bài thơ, học thuộc lòng bài thơ. Tiết học của cô trò chúng ta đến đây là hết rồi. Cuối cùng, cô chúc các em chăm ngoan, học giỏi và có thành tích tốt trong học tập.